Solana đang trở nên điên rồ trong vài tháng qua. Chúng ta nên một sự tăng trưởng lớn trong vô số các dự án năng lượng trên hệ sinh thái đó là lý do tại sao chúng ta nên đi theo đoàn nơi tàu có một luồng diễn viên khổng lồ đổ vào cánh đồng này. Và trong video hôm nay, Ellie sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng nền tảng này, cách thiết lập mua và bán và cho thuê trống của riêng bạn trên điều tuyệt vời này. Chợ trống nó có thể rất lớn như ở nước ngoài vào chủ nhật Ethereum. Vì vậy khi tôi mới bắt đầu, gõ Magic Eden và bạn đã đến trang web của Magic Edge trên thị trường. Đây là toàn bộ trang web chọn ví. Và bạn có thể chọn tất cả các ví từ Solana. Tôi đặc biệt chọn Phantom bởi vì đây là yêu thích của tôi và đây là ví phổ biến nhất trên hệ sinh thái này. Bạn có thể tin tưởng để đi đến ví ma. Bạn sẽ cần kết nối ví của mình để mua và bán các thực thể trên thị trường này, nên đây là toàn bộ trang web và có rất nhiều thông tin các bạn cần phải xử lý để hiểu nền tảng này. Vì vậy chúng tôi chuyển sang các phần đầu tiên. Thị trường ngay tại đây, bạn có thể đi đến đây và nhấp vào các tùy chọn ra calendar mới phổ biến. Đi đến các bộ sưu tập phổ biến và nó sẽ giải phóng cho bạn tất cả những thứ phổ biến. Bộ sưu tập năng lượng thịnh hành nhất trên hệ sinh thái này. Hoặc bạn muốn đầu tư vào một số bộ sưu tập mới. Bởi vì giá vẫn chưa bùng nổ. Bạn có thể đi đến đây. Đây là một số gần đây đây là. Và xem liệu có bất kỳ bộ sưu tập năng lượng tiềm năng nào không bạn muốn đầu tư vào. Có rất nhiều chủ đề. Và bạn thực sự có thể viết tắt của các bộ sưu tập. Bởi vì nó không bán mọi thứ ở đây. Vì vậy đó là cho tổng thể. Chúng ta hãy vào ngay vào một trong những bộ sưu tập phổ biến. Vì vậy tôi có gấu ổn ở đây. Được rồi, gấu thực sự nổi tiếng và bộ sưu tập năng lượng này đã thực sự hợp thời trang gần đây, nên nếu bạn chưa biết về dự án này hoặc nếu bạn thấy điều này thực sự tiềm năng và muốn nghiên cứu thêm, nền tảng có tất cả liên kết này cho chúng tôi từ trang web Twitter bất hòa để bạn tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Bạn muốn theo dõi dự án sau này đi ra ngoài danh sách nào? Vì vậy ngay bây giờ chúng ta có thể xem tất cả các dữ liệu ngay tại đây. Vì vậy dòng chảy BERRA, Follow BERRA là BERRA thấp nhất cho các bộ sưu tập NFT. Khối lượng giao dịch, giá bán trung bình tại 265 Solana trên 1.000. Danh sách và cung cấp lên đến 10.000 thực thể và người nắm giữ gần 6.000. Và bạn có thể xem tất cả bộ sưu tập thực thể tại đây. Thực sự đẹp phải không? Nó làm tôi nhớ đến một từ Ethereum. Và nếu bạn muốn chọn năng lượng tốt nhất của mình, đừng quên nắm lấy tương lai ngay tại đây. Vì vậy bạn có thể có tương lai tự hào. Vì vậy ví dụ tôi muốn có khoảng 210 đến 300 Solana. Và một số bộ lọc thuộc tính. Thuộc tính thực sự quan trọng, kết thúc vì nó xác định các giá trị. Vì vậy ví dụ tôi muốn có màu vàng. Vâng, nó được liệt kê tất cả các quyền ở đây. Quần áo từ trang trọng ít hơn và có. Nó sẽ liệt kê nó cho tôi ngay tại đây. Vì vậy ngay tại đây quyền hiện tại khoảng 350 Solana. Một số thông tin về yếu kê, thuộc tính gấu. Nhưng cảm giác khi nó gửi địa chỉ mã thông báo, địa chỉ. Và nhớ rằng, vật phẩm ma thuật sẽ miễn phí giao dịch, tối đa 2% cho mỗi giao dịch bán và mua. Nhưng việc hủy niêm yết hoàn toàn miễn phí. Đây là những gì tôi thực sự thích về phép thuật thêm. Bởi vì tất cả các nền tảng sẽ cũng lấy cái này cho phí giao dịch và các hoạt động. Vì vậy bạn có thể nhìn tất cả người giữ thẻ. Cô dâu đã phát triển như thế nào theo thời gian. Và bạn thực sự có thể mua gấu ổn ngay bây giờ. Bạn có thể mua ngay bây giờ, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn có tới 350 bài hát để mua NFT này, vì vậy tôi nhắc vào mua ngay bây giờ. Nhưng ví của tôi chỉ có khoảng 1,2 Solana. Vì vậy giao dịch này sẽ giảm nên ngay tại đây.
tôi chỉ có khoảng 1,2 Solana, vì vậy tôi không có đủ Solana để mua thực thể này. Và bạn cũng có thể thực sự đưa ra một đề nghị để mua như một mức giá thấp hơn nhiều để bạn có thể đưa ra đề nghị ngay tại đây. Nhưng bạn cần phải chuyển tiền của bạn từ ví chính của bạn để đấu thầu tài khoản ví để bạn có thể truy cập hoặc xem hồ sơ. Bấm vào dấu chấm 3 ngay tại đây. Và tiền gửi từ ví chính. Nhấp vào đây và gửi tiền. Và bạn có ví cắn. Và bây giờ bạn có thể đưa ra một đề nghị. Và điều thực sự thú vị là bạn có thể làm nhiều ưu đãi cùng một lúc. Giống như bạn nhấp vào nhiều ưu đãi này và nhấp vào năng lượng của tôi nhiều như bạn muốn. Chúng tôi sẽ đặt hàng và kiểm tra. Và bạn sẽ mua trên các thực thể này ngay tại đó. Hoặc nếu bạn không muốn mua những con gấu ổn. Và bạn có thể đi đến các tùy chọn ngay tại đây. Có rất nhiều lựa chọn ngay tại đây. Và bạn có thể đặt cược con trai của bạn trên giường. Chắc chắn bạn cần có Solana trong ví giường của bạn. Khác hơn là bạn có thể xem các hoạt động. Bởi vì để mua một bộ sưu tập năng lượng, bạn sẽ cần phải kiểm tra ngôi sao này một cách cẩn thận, bởi vì nó thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng này như thế nào. Bạn có thể một nửa tổng quan về năng lượng này đã phát triển như thế nào theo thời gian, lịch sử và tất cả chi tiết hơn về các vì sao, về sự phân bố Citin, giá đỏ dấu vết nhẫn. Những người nắm giữ hàng đầu mà người đứng đầu có đến 99. Vâng, bạn nên lấy cái này. Thực sự cẩn thận trước khi thực hiện quyết định đầu tư của bạn. Và sau đó nếu bạn đã mua xong năng lượng, bạn có thể đi đến các mặt hàng của bạn. Và năng lượng của bạn sẽ được liệt kê ở đây. Và bạn thực sự có thể bán chúng ngay lập tức trên thị trường. Và nó sẽ đi đến danh sách các mục hoặc tùy chọn bạn muốn. Tất cả mê cung mà bạn đã thực hiện, các hoạt động của bạn ngay tại đây. Vâng, nó thực sự dễ dàng. Nhắc vào một người anh em trước khi đảm bảo người anh em và ký vào tường. Và tiếp tục với tư cách là một nhà đầu tư, các bạn không nên bỏ lỡ các phần phía đông. Ngay tại đây và đi đến các vì sao. Nó sẽ liệt kê tất cả dữ liệu về các bộ sưu tập phổ biến trên thị trường này như ngay tại đây. Bạn có thể có giá dòng chảy khối lượng, giá khác và bạn có thể viết tắt của một số. Hôm nay họ ở ngay đây. Nếu bạn muốn có thêm tương lai cụ thể cho bộ sưu tập NFT của bạn, tất cả sự cố thị trường ngay tại đây. Nó có khối lượng theo hướng và Ulasi năng động cho mỗi thị trường phổ biến của họ. Hiện đang hiển thị tiền điện tử. Và bạn có thể thấy Adam là một trong những người hàng đầu với khối lượng thực sự lớn. NFT trên thẩm mỹ viện đang phát điên như tôi đã nói với bạn trước đây. Và cái tiếp theo, đoạn đèo Etherland nơi có dự án NFT mới ở London. Bộ sưu tập NFT mới trên thị trường. Đây là một cơ hội thay đổi cuộc sống thực sự. Những nhà đầu tư nhỏ như chúng tôi có thể mua với giá rẻ nhất. Như mọi khi bạn có thể thấy tất cả lối sống hiện tại. Và bản thân sắp tới trên Magic Atom. Bạn cũng có thể tự thêm. Bạn có thể nhấp vào đây để kiểm tra thông tin. Trì hoãn đổi toàn giáp. Cũng trì hoãn. Một mối bất hòa ở đây để bạn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư của bạn. Và hãy nhớ rằng NP nói về phần này có thể có hai lựa chọn. Ví công khai là gì? Vị trí có nghĩa là ví của bạn cần phải ở trong một số điều kiện cụ thể. Tại sao công khai có nghĩa là hoàn toàn mở cho mọi người? Có nghĩa là NP họ đảm bảo theo dõi dự án. Và nói một cộng đồng để hiểu mái nhà với những bản thân NFT này. Và cuối cùng bạn muốn liệt kê các bộ sưu tập NFT của riêng mình hoặc nộp đơn xin vượt qua phổi, nhắc vào người sáng tạo và viết ra đề xuất của bạn để áp dụng. Cũng có 3 lựa chọn. Danh sách cuộc sống Long Passy hoặc các tùy chọn. Đó là tất cả sự lựa chọn của bạn. Và nếu bạn là người mới và vẫn muốn có thêm nghiên cứu thông tin về Entity, tháng Eden cũng cung cấp một giải thích thực sự chi tiết về thực thể lãnh sự từ hướng dẫn ví của một người bán hàng rỗng
Vâng, bạn có thể học được rất nhiều điều về điều này. Đó là nó về cơ bản. Tất cả những gì bạn cần biết về Magic Island và làm thế nào bạn có thể NFT dễ dàng trên thị trường tuyệt vời này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy bình luận bên dưới để cho chúng tôi biết. Đây là phần cuối của video của chúng tôi hôm nay. Bạn thích video này và thấy hữu ích? Đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bắt kịp với tôi các tập hàng tuần. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.